Tao đi mà rút cho anh mượn cái sạc pin iPhone này luôn em phát. Ốc này nó phải chui xuống chứ nhỉ? Không, nó chỉ cứ chặt là chặt này được. Cái nhựa này vậy nó to ra này. Là nó giữ được này, nó nằm trong này chứ không tụt xuống đâu. Rồi. Tháo cái kia ra. Tháo cái ra lắp trước vào đây, lắp vào lồng trước này. Đấy. Lấy hai cạnh ra. Tháo cái ống cao su đen ra trước. Cao su đen đi, tháo ra đi. Không lúc ví xong là đấy. Đấy tháo cao, hai cạnh nghe, tháo cao su đen lắp vào đây mà máy trước. Biển lưới luôn đi, chỉnh lên đi. Vặn cho nó rộng một tí, vặn nó dễ. Đây, vặn đai rộng nữa. Kéo vặn đai vặn rộng. Vặn vặn xong ướm lấy cho nó rộng vào chứ. Nếu nó rộng nó rồi thì tí xong lắp vào lồng nó dễ. Không lúc lắp xong nên lại lắp cái đấy nó rất là khó làm. Cái đai nó khó làm nên nó lắp vào đấy trước. Vặn luôn cái đai ra, cái đai xem nó vặn rộng chưa, chỉnh lại đi, xem là bắt cho nó bỏ áp này nhé, bỏ áp để bắt đây, Quỳnh nhìn nó kìa, đâu, đây bắt vào đây, nó nằm đây xem chưa, đây nằm ở đây nha, để chưa bắt ốc vào đây, đấy, để tí bắt vào đây này. Hôm nay cho em nghỉ sớm đi nhé. Không cơm nhỉ? Đi đi. Giả xe à? Mượn làm đéo nhà một cái thứ xe đâu mà tự nhiên đi mượn xe điên à? Đâu em không mượn đâu. Trời ơi. Anh tắt đi mà. Đại và test lại cái bếp đi cho nhé. Lưới cái đai này chưa? Đây tí cái muốn ốc bắt này vào đây nhá. Bắt cái này vào đây, nhìn chưa? Bắt này vào đây. Đấy, chỉnh cái đai đi. Để ngoài làm nó dễ chỉnh chút đi.